Cách đây một thời gian không lâu thì cô chú cũng đã có dịp được đến với đất Phật, tức là sang Ấn Độ rồi là Nepal. Ở bên đó thì cô chú cảm nhận thấy là Phật mới là người của nhân loại. Thì hôm nay đứng trước cửa chùa, đứng trước Phật thì chú lại cảm giác lại như là mình đã được về với Phật. Một cái ngôi chùa mà ở giữa một cái nghĩa trang công viên như thế này, giờ tất cả những người chúng ta đã qua một cuộc sống rồi trở về với tổ tiên mà lại được ở bên Phật thì hoàn toàn là yên tâm. Và chú có cảm giác là lên đây cũng như là những người đã về thế giới bên kia cùng với lại tổ tiên thì cũng là về với Phật. Đã đi được nhiều lần đi Lạc Hồng Viên nhưng mà riêng có hôm nay mới được vào chùa lần đầu. Thì rất là cảm xúc và cảm động vì phải ý nghĩ như thế. Hôm nay thì cô có cơ duyên lên trên này, cô các cháu dẫn cô đi thì cô cảm thấy rất là vui. Là một cái thứ hai là cô thấy các cháu khởi nghiệp thấy tuyệt vời. Thế thì lại hơn nữa là hôm nay là ngày 1 tháng 8 cô lại được vào chùa. Thì cô thấy là cô lại thấy thanh thản hơn. Và cô thấy cái khuôn viên của các cháu đang có một cái khởi nghiệp này, cô thấy là rất là mừng. Và cô cũng đang có ý nghĩ là mình sau này mình 250 mình vẽ lên trên này. Cô cảm ơn các cháu.